Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022, gia đình Phật tử huyện Phú Ninh tổ chức trại họp bạn Lâm Tỳ Ni trong 2 ngày 13-14 tháng 4 Nhâm Dần nhằm ngày 13-14 tháng 5 2022 tại lễ đài chính Phật giáo huyện chùa Minh Cẩm, xã Tâm Phước. Chương trình cắm trại bắt đầu vào chiều ngày 13 tháng 4 Nhâm Dần với lễ khai mạc. Quan Lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Viên Trừng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh, Đại đức Thích Viên Quán, phó ban trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Chân Lý, phó ban trị sự kiêm trưởng ban, hướng dẫn Phật tử cùng chư tôn đức tăng ni huyện Phú Ninh. Về phía gia đình Phật tử có ban cố vấn phân ban gia đình Phật tử huyện Phú Ninh, huynh trưởng cấp tín Nguyễn Cường, Nhuận Trung, trưởng phân ban gia đình Phật tử huyện, trại trưởng cùng các huynh trưởng thành viên phân ban gia đình Phật tử huyện, đoàn ngành thanh và hơn 300 trại sinh thuộc 14 đơn vị gia đình Phật tử trên toàn huyện về tham dự. Trong lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Viên Trừng đã tán dương công đức của gia đình Phật tử huyện. Mặc dù sau 2 năm dịch bệnh, nhưng gia đình Phật tử huyện Phú Ninh vẫn hoạt động và sinh hoạt rất mạnh mẽ, từ đó cho thấy được tinh thần và trách nhiệm của ban huynh trưởng gia đình Phật tử huyện cũng như các em đoàn sinh. Thượng tọa trưởng ban nhắn nhủ, động viên anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh của huyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững niềm tin, lấy tinh thần lục hòa để hóa giải những kiến chấp bất đồng, luôn yêu thương dìu dắt nhau trên đường tu học và phụng sự đạo Pháp. Trong buổi lễ khai mạc, ban trị sự huyện có những phần quà gửi đến ban huynh trưởng gia đình Phật tử huyện để khích lệ tinh thần. Cuối lễ khai mạc là đêm lửa trại rất hoành tráng và công phu. Trại có nhiều hoạt động ý nghĩa như thi Phật Pháp, thi cắm hoa, trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, đốt lửa trại, văn nghệ. Đây là dịp để các đoàn sinh, gia đình Phật tử tại các cơ sở học hỏi, giao lưu lẫn nhau, đồng thời cũng là cơ hội để gắn kết tình lam, củng cố và phát triển hơn nữa gia đình Phật tử huyện nhà. Trại được bế mạc vào đêm 14 tháng 4 Nhâm Dần, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi đoàn sinh tham dự.